Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022 nha các bạn. Thì hôm nay Vũ quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn shop hoa tươi Bảo Ngân ở khu phố 3 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Rồi, chào Vũ. Qua mục sư Bảo Ngân. Chúc mừng Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 nha các bạn. Rồi, quá đẹp luôn. Ở đây qua kết với tiền rồi nha các bạn. Sáng đông lắm hả chị? Nắng nhiều lắm, dạ. Cậu Dạ dạ. Giờ giấc trưa nắng rồi bà con cũng không có đi mua nhiều hả? Chắc chiều đông à? Dạ. Đang đánh cái hoa hồng, quá đẹp luôn. Rồi cái hồi nãy đi về chạy ngang thấy khách đông quá, với mấy hoa đẹp quá rồi về lấy máy đi quay nè. Ủa cái này có tiền phải không? Vậy là sáng đông dữ lắm, giờ ra là tải rồi. Năm nay là không phải tưởng là bán không được cái làm bếp phải vậy, năm nay nó còn nhiều hơn năm rồi. Năm nay bán còn ngon hơn năm rồi. Năm nay ngon hơn năm rồi bán. Rồi năm nay họ mua cái tiền nó mệnh giá lớn nhiều hơn cái năm rồi thì mệnh giá nhỏ. Đó là tiền 50 ngàn ha. Đây là 50 ngàn. Hết nhiêu đó nhiêu tiền? Cái bó này là thành phẩm luôn là 3 triệu quan. Nội tiền đó cũng nhiều rồi ha. Nhiều, nhiều lắm. 60 tờ. 60 tờ. Tờ giấy với 50 ngàn. 50 ngàn. Mẫu giờ tại vì hết rồi Năm sau biết thì ra dắt sáng. Sáng hôm nay sớm. Ngày hôm qua bác cũng nhiều, hôm qua cũng đông nữa. Ngày nay là ngày cuối rồi đúng không? Chiều là trễ rồi. Nhưng mà thường thì có tháng 3 tới năm rồi em làm tới 8 giờ em vẫn còn làm đây. Mỗi năm nay sao nghe, tại hôm nay cũng ngày hôm mua nhiều quá không biết tối rồi có. Chắc cũng còn nhiều à. Thôi ra giờ tới chiều. Quá đẹp luôn. Đẹp. Ở trước ở giữa cái để cái bông hồng lên cho nó nổi lên. Đẹp. Đây là bên gái đây nè. Bên gái đây. Nay là hôm qua ông phụ luôn hả? Dạ. Mẹ ơi, cái đó phụ á, đó là nghiệp chết á, không chết luôn á. Phụ mấy ngày nay đắp chú luôn. Giỏi ha. Đó có quay ăn nhé, nhé, số điện thoại anh Vũ. Bị sai hả? Để chút ấy số khác. Anh quay cái số quả, anh quay cái chữ Bảo Ngân đi, anh quay cái kẹt. Ở đây em có kết qua lên xe qua. Nhá, anh quay vô cái kẹt. Qua đám cưới, cái gì hết. Có các loại qua nào Ngân giới thiệu cho bà con biết luôn. Ở đây em bán qua, qua tươi, qua tất cả các loại qua như mấy bạn muốn kết xe qua ở đây mình có ha. Rồi tràng qua với lại mà qua cưới hỏi rồi đó, cưới hỏi cái cây rồi mình cũng có đăng ký luôn ha, nhận đăng ký tới nhà đăng ký luôn nha. Măng quả, măng quả trái cây trồng cao rồi đó các bạn. Rồi các loại đồ ăn luôn. Ở đây
đủ loại đồ ăn đảm hết luôn. Đây, đủ các loại đồ ăn luôn. Bánh mứt, trái cây, thịt heo đà điểu khô rồi em cũng có bán nha. Rồi bà con ở Bình Đại ghé mua ủng hộ nha anh. Cửa hàng ở đây ở khu phố 3 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Rồi đi chúc anh 8 tháng 3 vui vẻ nha. Đi anh đi chị hai, đi anh Bình. Dạ dạ. Rồi. Ở đây là siêu thị Mỹ Phương nha các bạn. Đó. Anh đây là đầu chợ Bình Đại nè. Bánh lọt. Đây là đầu chợ Bình Đại nha các bạn. Đầu chợ Bình Đại nha các bạn. Đây là tiệm vàng Nam Kim Thịnh nha các bạn. Ở đây là ở kiosk số 1 chợ Bình Đại. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.